người, mình là Simon đây và chào mừng các bạn trở lại video vlog của Hero Team đi du lịch Thái Lan. Yeah! Ok, thì tại này mình với tất cả thành viên Hero Team đang chuẩn bị hành lý để đi tới sân bay, để bay tới Thái Lan nè. Hội chị em, hello! Rồi thì sau một lúc thì tụi mình đã tới được sân bay và check in, và sau đấy tụi mình quay clip trước khi lên máy bay. Đấy, ok. What? Nói thật, mình với Hero Team đấy là lần đầu tiên tụi mình đi du lịch Thái Lan, đấy là lần đầu tiên đi ra nước ngoài đó. Đấy, trời đất ơi. Hello Phong Cần, hi. Và trước khi gọi là bay máy bay thì trước khi bay thì tụi mình đã gọi là ngồi ăn một chút mọi người. Đó, để gọi là nạp năng lượng xíu đó, chứ nãy chịu đi đói quá trời quá đất luôn. Đấy. Đó, mọi người đang ngồi ăn nghỉ ngơi các kiểu. Và tôi quay cho mọi người xem cái sân bay này mọi người. Đấy, ok. Ok, như thế mọi người, mình quay một thứ nhìn nó hơi vô chi xíu, nhưng mà mình nhìn nó dễ thương quá trời luôn. Nhìn như cái xe nhỏ nhỏ mọi người. Không hiểu sao mình thấy dễ thương luôn mọi người. Rồi, xong, sau khi chờ đợi thì tụi mình đã chuẩn bị lên sân bay mọi người. Đó, ok. Rồi, chuẩn bị bay qua nước ngoài nè mọi người. Đó, trời cay làm gì vậy? Rồi, lên sân bay này cả nhà ơi. Đó, ok. Lên thôi. Đó, cạnh này là như cái chợ luôn. Đó, mình với ca gì ngồi chung với nhau nè. Đó, nói chung là đó, tôi đang múa nhảy các kiểu đó mọi người. Đang chờ máy bay cất cánh các kiểu. Đó, ok. I don't know. Rồi, và ở trên tôi đó chính là Camui và Sammy. Trời, cái gì mà gần giật cam tôi mà lắc giật dữ vậy. Đấy, ok. Và sau gọi là một tiếng bay thì gọi là gì ta, trên máy bay lại chuẩn bị cho mình đồ ăn mọi người. Ok, nếu các bạn thắc mắc tại sao khuôn mặt mình lại bơ phờ như vậy thì mình mới ngủ dậy một khuôn mặt cực kỳ thờ ơ luôn mọi người, kiểu gọi là ok, mình phải ăn hết đống này. Những cái mắt tôi vô chi thật sự luôn. Lúc này mình đang kiểu vừa ngủ mà vừa ăn á mọi người, đang kiểu rất là buồn ngủ luôn. Đấy. Oh my god. Rồi, ok. Và sau đó mình với Hero Team đã cất cánh xuống Thái Lan. Trời ơi, đây là sân bay của Thái Lan nè mọi người. Trời ơi, lần đầu tiên thấy gọi là sân bay của nước ngoài mọi người. Nó rộng chả bá lửa luôn các bạn ơi. Đó, đang bay từ từ xuống nè. Đó, trời ơi, nhìn kìa. Ok, và đây tụi mình đã tới nơi rồi nè. À không, đây chỉ là gọi là gì đó. Ngay cái chỗ gọi là ngay cái chỗ à, đáp máy bay của Thái Lan. Đấy các bạn thấy không, chữ Thái Lan với tiếng Anh quá trời luôn. Đấy. Và gọi là trong quá trình đi Thái Lan lần này phải có sự hỗ trợ của Mimi mọi người. Mimi đã dẫn tụi mình đi hết cái tour này luôn. Đấy. Hello tụi mình. Bởi vì thực sự là tụi mình qua đây tụi mình không biết gì mọi người, nên tụi mình phải nhờ sự hỗ trợ của Mimi. Đó, và đây tụi mình đang đi trên tàu mọi người. Và lúc tụi mình đi cái tàu này tụi mình đã ngắm rất là nhiều thành phố cao tầng của Thái Lan. Trời ơi. Đấy, thấy chưa, rất nhiều nhà cao tầng luôn. Wow, đấy. Thì nói chung là đi trên này nó vừa mát và nó vừa nhanh và nó cũng hơi lạnh với mình một xíu, bởi vì mình không mặc áo ấm á mọi người. Nhưng không sao, nói chung là ngày đầu tiên đi Thái Lan mà, đúng không? Đấy, ok. Rồi, và sau khi đi xong thì tới tối luôn, Mimi đã dẫn tụi mình tới một gọi là cái trung tâm thương mại tại Thái Lan. Và trời ơi, nó như mình thấy nó gọi là như nó xứ sở thần tiên á mọi người. Trời đất ơi, cây lá các kiểu. Và đây, sau đó tụi mình đã tấp vào một nơi để ăn uống. À, bởi vì quá đói mọi người, đi từ sáng tới tối không ăn gì cũng được. Đấy, thì đây là menu bên Thái Lan. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ chọn món ăn gọi là ngon ngon, yummy yummy để cả đám cùng gọi là ăn mọi người. Và đây, đây là những món ăn tụi mình đã chọn. Trời ơi, nhìn kìa, hơi bị ngon luôn á nha. Trời ơi, nãy chiều tôi quay tôi cũng chịu đựng lắm rồi đó. Bây giờ phải ăn thôi chứ sao nữa. Trời, ăn đi, ăn thôi, đừng nhìn nữa. Ăn thôi, let's go. Khác thiệt nha. Ờ, ngon nha. Vui không chị? Hình như ở đó là cách một đôi thiện tình cảm đó cay. Cái sim là kiểu tổng hệ đúng không? Nói chung là phải thử, bây giờ mình phải làm y chang cũng sao sao thay mà ở Việt Nam mình vậy bạn. Đôi này. Bây giờ mình phải làm sao để giống như cặp đôi thật sự đây, hiểu không? Ok, ok. Đó nha. Ừ. Ok. Mọi người thấy đồng quê không? Kiểu có
quá đã. Yeah. Cái này là xứng đáng bị đấm này, chứ không thể nào mà để y ra vậy được. Đấm luôn. Cái này nó giống như kiểu gọi là kiểu bún á, kiểu bún phở á, kiểu cái bánh phở á, nhìn nó như cái bánh phở ở Việt Nam mình đó bạn. Người ta review ẩm thực các kiểu, tôi vô tôi ngồi tôi để cam e rồi tôi ngồi tôi ăn luôn, mọi người thấy không? Không review gì hết trơn, nhỏ đúng vô duyên luôn, bảo review đồ ăn xong cuối cùng để cam xong ngồi ăn tỉnh bơ vậy á. Trời ơi trời, đôi lúc tụi mình cũng thấy mình vô chi lắm mọi người, thông cảm nha. Đó, sau khi ăn no nê xong tụi mình sẽ đi ra ngoài ngắm cảnh và đi chụp hình. Đó, tan tan. Đó thì ngoài ở đây thì mình thấy cũng có rất là nhiều người đi bộ và chụp ảnh và để ngắm cảnh đó mọi người. Đó, đó. Đó, ok, thì cảnh này mình đang cầm camera để đi quay mọi người. Đó, cái đó nè, hello. Oh, thank you. Ok. Rồi đó, khung cảnh xung quanh hơi bị đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Ôi, cảnh này là hai bạn trẻ đang được thợ chụp ảnh me me. Từ từ, bí mặt hồi nãy bí mặt. Bạn có thấy cam này không? Rồi. Dễ thương quá. Đợi chốt, đợi chốt. Ủa đây, hình có liền. Trời ơi, ảnh đây nha cả nhà, siêu đáng yêu luôn. Chào tất cả mọi người, mình sang chợ đêm. Bạn biết mua gì bạn ơi? Một lúc sau mình với chị gái mình tách lẻ một chút để đi xem xung quanh chợ Thái Lan có gì mọi người. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm gọi là đang lên bằng tay á mọi người. Đấy, trời ơi nhìn cân xỉu luôn mọi người. Tôi cũng muốn gọi là đem một em về quá nhưng mà nhiều quá trời luôn. Ok, với mọi người, đây là một cái chỗ để chụp ảnh rất nhiều trái cây các kiểu mọi người. Trời ơi nhìn nè, nhìn là muốn ăn luôn á mọi người, nhưng mà đây là đồ giả thôi không phải đồ thật nha mọi người. Đấy, ok. Đó, quay quá trời quá đất luôn. Rồi đi chỗ khác cho các bạn coi nè. Đấy, đây là xung quanh gọi là chị đó chợ Thái Lan mọi người. Có rất là nhiều người tới đây mua đồ ăn nè, mua đồ trang trí nè, đó các kiểu. Rồi nhỏ Sim nè, quay các kiểu không để có người sau lưng kìa. Đó đây đây. Trời ơi, suýt đụng người ta luôn. Nhỏ này vô chi thật sự luôn á. Rồi và sáng hôm sau, tan 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 tan, mình với Hero Team đã quyết định tới trung tâm thương mại để mua một cái gì đấy hoặc là ăn cái gì đấy, mình nhớ vậy. Đấy. Thì đây là một góc khu phố của Thái Lan nè. Đó, ta ta ta. Trời, mình thề các bạn, mình tới chỗ này đúng ảo diệu luôn mọi người. Tự nhiên màu nó đổi như cầu vồng, đẹp quá trời quá đất luôn. Đó, mọi người thấy tôi không? Ta ta, đổi màu theo màu sắc luôn. Đấy, lần đầu tiên đi qua đây phải quay chứ mọi người, nó quay nát máy luôn. Rồi, giới thiệu mọi người, đập mắt vào tụi mình đó chính là một gọi là tiệm bán figure, đồ anime hay là các đồ mô hình của tất cả nhân vật, hoặc hình, hoặc là siêu nhân, hoặc là rất nhiều thứ khác. Ok, đập vô mắt tôi là tượng trai em đang hát rồi mọi người. Trời ơi, nhìn dễ thương quá trời. Và trong này có rất là nhiều gọi là gì ta, nhân vật anime đúng không mọi người, nhìn nè. Wow, trời ơi đẹp thật sự luôn á mọi người. Trời ơi, chân ra đây hết. À, Kimetsu no Yaiba này mọi người. Đó, bạn nào mà mê. Anya. Anya Pinasu. Đấy. Rồi lại Kimetsu no Yaiba nè. Và có rất nhiều gọi là bộ anime khác. Đây, trời ơi các bạn nhìn nè. Đó. Thế các bạn thì thấy là mình quay góc rộng thì còn có rất nhiều thứ khác nữa thấy không? Nó đang ngồi hát như trend đó. La 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 la. Đây, không cần cái gì đây. Nhiều à? Bao nhiêu? Hình như là giá là khoảng hơn 1 triệu rưỡi. Hơn hình như là 1 triệu mấy á. Một hộp này đó, nhưng mà rất là đẹp. Ok, giới thiệu mọi người một khu khác, đó chính là khu về các nhân vật của Disney. Đấy, các nhân vật hoạt hình của Disney hay là Pixel gì đó, rất là nhiều nhân vật. Có Deadpool này mọi người. Đấy, rất nhiều nhân vật gọi là của các nhãn hoạt hình rất là nổi tiếng. Đấy. Hello mọi người, đây là cuối cùng tại Thái Lan và ta ta ta. Ủa, hôm nay mới về mà. Thì hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng. Đúng rồi, hôm nay mới về mà. Thì hôm nay là ngày cuối cùng, là cái ngày cả ngày đi chơi. Chị soi mói quá à. Trời ơi, tôi quay lóc mà mua soi mói tôi dễ mọi người thấy không? Không phải tàn ác thôi, đừng nhâm gấp rồi thấy không? Sợ. Em mua đặc biệt khang. Bốn mũ nó nhau nhau là mũ thôi. Ôi, anh ơi, hôm nay anh mặc đồ cặp hả? Ôi, đi đâu anh hả? Đúng rồi. Rồi. Tôi là tao cầu nó về lẹ lẹ chứ tao ăn cơm nhiều quá tao mỏi rồi.
xanh lá với xanh dương cũng là màu xanh. Nếu mà thế thì phải là cặp này mới đúng chứ. Đó, ui, nó là màu xanh lá mà. Có là lạc loài thôi. Đi thôi, nói chung là hôm nay Nhi Nhi sẽ dẫn tụi mình đi ăn như trên trời, mọi người trên trời ăn luôn á. Không, trên trời là tối, còn bây giờ đi Hoàng Cung. À, Hoàng Cung, à, đi Hoàng Cung đó mọi người. Đấy, ok. Ok, và trước khi đi tới cung điện hoàng gia của Thái Lan, tôi sẽ quay các bạn một số cảnh. Trời đất ơi, cái gì mà cung điện gì mà to dữ vậy trời, đẹp quá trời quá đất luôn. Ờ, nếu mà có cơ hội thì mình nghĩ mình sẽ dẫn ba mẹ qua đây một lần. Ok mọi người, bây giờ hiện tại tụi mình đang chuẩn bị tới đâu nha? Hoàng cung. Hoàng cung. Là hoàng cung hay hoàng gia? Hoàng cung hoàng gia. À, hoàng cung hoàng gia. Đó, hiện tại tụi mình đang đi trên xe taxi với mọi người đó. Đây, cái non phong cầu. Tụi mình đi thôi. Bắt là à quay bắt là thôi giờ tụi mình sẽ đi thôi. Let's go. Đói quá. Ăn sáng nay xấu chuyện. Nói hay là buồn ngủ. Ủa mà mình đi ăn xong rồi mới đi hả? Em muốn. Mình đi ăn xong rồi đi hoàng gia hay là mình đi hoàng gia trước? Mất chịu. Đi hoàng gia trước. Hoàng gia trước. Trước khi đi vô cung điện thì tôi thấy mấy bạn ngựa đó. Đây, có mấy anh lính với mấy bạn ngựa đang đứng đây diễu hành á. Trời đất ơi, dễ sợ. Đây, hello bạn ngựa. Hello. Lần đầu tiên mình thấy một con ngựa gần mình như vậy luôn mọi người. Trời đất ơi là trời. Mấy con ngựa này đúng bự luôn á bạn. Trời, đúng là ngựa của cái gì ta? Lính có khác ha. Nhìn rất là chăm chút kỹ càng đó, và được luyện tập một cách kỹ lưỡng thì họ mới đứng gần những bạn ngựa như này được, chứ không quen mà đứng gần là đá cái bay luôn mọi người. Đấy, trời ơi, tôi cũng muốn sợ quá nhưng mà sợ mình chạm vô cái bạn ấy thấy mình, cái bạn ấy đá mình bay ấy. Sợ lắm mọi người. Ok bạn ơi, hiện tại tụi mình đang chuẩn bị đi hoàng cung của mọi người. Và sự gì nó nóng tới mức mà mình chịu không có nổi luôn á, tại là kiểu như là 40 độ C vậy mọi người. Nóng thực sự, chịu không có nổi luôn á. Bây giờ mình phải cầm một cái dù để mình mới đi được á mọi người. Đây, có mọi người đi cùng nè. Đó. Thì nhưng mà không cảnh xung quanh đẹp nha. Nói chung là một cảm giác là sảng khoái mọi người khi sáng sớm đi chùa mọi người ạ, đi đền của Thái Lan mọi người ạ. Nó kiểu ấy tôi phải ghép cảnh mình khắp nơi còn lửa đâu mà. Okay. Thì là bây giờ đang 40 độ C ấy, mọi người. Ok, mình sẽ cho các bạn xem khung cảnh nha. Lúc đầu mình cũng háo hức là mọi người, nhưng mà lúc sau mình thấy hối hận quá bởi vì nóng quá. Ủa người gì á? Trời ơi, đi qua đây du lịch ai ngờ gặp fan Việt tại đây luôn. Trời ơi, mấy bạn dễ thương quá trời luôn. À, nói chung thì mình cảm ơn bạn nào gọi là vô tình đi Thái Lan gặp mình nha. Trời ơi, mình yêu mấy bạn quá trời luôn. Thank you. Mình thật sự rất là muốn quay cho các bạn xem rất là nhiều cảnh, nhưng mà thật sự nó quá là nóng. Cái nóng chảy mỡ luôn. À, nóng quá. Chắc video này sẽ được cỡ 2-3 phút mọi người, vì là tay mình không thể cầm điện thoại quá lâu mọi người ạ. Sau khi đi gì ta, hoàng cung hoàng gia đã rất là mệt rồi, mình đã đi rồi cho mát. Trời ơi mình đi bộ trên đường phố Thái Lan, cái sao mình thấy có cái xe đúng dễ thương luôn mọi người. Dễ thương, trời ơi túc túc gì dễ thương vậy, tôi muốn đi trên chiếc xe túc túc này. Quá. Tiếp tục với công chuyện ăn gì cùng mèo Sammy thì tôi đang đi nhong nhong tại gọi là gì ta, trung tâm thương mại. Tôi thấy trời ơi khoai tây gì mà nhìn hấp dẫn vậy. Wow, rất nhiều loại sốt nha, không biết chọn cái nào. Nhưng mà sau một hồi tôi quyết định chọn cái thùng này. Trời ơi, thùng khoai tây này siêu bự luôn đó. Ăn là ăn tới năm sau luôn các bạn. Nó dạng thôi, này là mô hình thôi nha, chứ ăn không được. Trời ơi, tiếc ghê. Nếu mà có cái này chắc tôi bưng về nhà luôn quá à. Thành viên Hero Team đang rất là la lối vì cái xe chạy quá nhanh, mặt tôi chịu.
Sợ dữ ta. Rất sợ nha. Ok em ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bữa ăn xương xương của Hero Team nha mọi người. Bắt tết nào nha, tết của bạn. Rất là xương xương với như cả nhà. Tôi sự là mình nghĩ là nếu mà các bạn coi vlog này các bạn sẽ thấy là tụi mình toàn đi ăn không à. Mình chẳng biết tại sao nữa nhưng mà ok. Lại thêm một video vô chi của Mèo Simi khi gọi là bảo là sẽ review đồ ăn cho mấy bạn fan xem. Vâng, cô ấy review bằng cách cô ấy ăn mà nhìn vào camera hết vụ. Mốt bạn nào nhờ tôi review đồ ăn thì mấy bạn đừng nha, không là tôi làm vậy đó. Thế là mọi người, đây là gì ta? Tiếp tục hành trình ăn. Sao ăn dữ vậy? Hành trình này, cái vlog này của tụi mình phải là food tour. Ờ, cái này là food tour. Đi đâu cũng kỹ, kỷ niệm 4 năm đi ăn. Ok, thì đó là tổng hợp nhận gọi là khoảng khắc mình cùng với Hero Team đi du lịch tại Thái Lan và giáp sau. Nói chung thì mình rất xin lỗi mọi người bởi vì video hơi ngắn bởi vì mình mình quên quay rồi. Thì ok, thì cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã xem video tới đây. Thì các bạn muốn mình quay video về những chuyến du lịch nào thì các bạn cũng đừng có bị lộn phía dưới mình biết nha. Còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye.